Tại một đợt đàn em được 4 tháng tuổi là nhưng mà chỉ ở phân trắng với cả lẫn máu. Vâng, đi ngoài phân trắng lẫn máu đúng không ạ? Vâng. Vâng, đàn gà gì ạ? À? Không biết là đàn nuôi giống gà gì ạ? Gà đông tảo, gà đông tảo. Được 4 tháng tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng, ngoài hiện tượng trên thì có hiện tượng gì khác không ạ? Không, Vâng. không biết, nhưng mà đấy thì thỉnh thoảng một số con phân sắc với cả đi ngoài lần ra máu với cả phân trắng. Vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào chị. Như vậy Vâng. gà đông tảo chị nuôi được 4 tháng rồi và hiện tại bây giờ nó đi có hiện tượng về tiêu chảy phân trắng và phân lẫn máu. Thì Vâng. tôi nghĩ thế này là có khả năng nó bị nhiễm cái cầu trùng và kết hợp với nhiễm vi khuẩn có thương hàn. Thì cái Vâng. vi khuẩn thương hàn đây là cái vi khuẩn Salmonella, cho nên nó dẫn hiện tượng nó làm tổn thương cái niêm mạc đường tiêu hóa và dẫn đến hiện tượng tiêu chảy Vâng phân ạ. trắng. Thế bây giờ cách điều trị thế này nhé, thế tôi tư vấn cho chị là chị phải ghi ghi lại, tức là chị hãy mua cái thuốc bay cốc 2,5%, Hay có bay cốc hai phẩy ạ. năm phần trăm chị về cho uống đúng 2 ngày theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Đấy. Vâng. Và đồng thời chị dùng cái thuốc là phenoclorfenicol. Đấy, Vâng. hoặc Vâng. phenoclorfenicol hoặc chị dùng thuốc lofloxacin. Vâng. Đấy, thì chị chọn một trong hai thuốc đó, còn có nhiều thuốc khác nhưng mà tôi giới thiệu chị hai thuốc đấy thôi. Thì chị có thể lựa Vâng. chọn một trong thuốc đó, chị cho nó uống một lần trên ngày và cho uống liên tục trong vòng từ 5 đến 7 ngày liền, liều lượng Năm theo mươi 5 đến 7 ngày theo bảy liều lượng theo dẫn sản xuất. Thế và ngày. chị đồng thời ấy, quá trình điều trị như thế thì chị cần phải dùng chất điện giải glucocase. Đấy, trong Vâng. trong trong đó có vitamin C và vitamin K đấy, và kết hợp Vâng. với cái vitamin tổng hợp và với men tiêu hóa, Vâng. pha thành Vâng. nước cho nó uống thay nước liên tục trong vòng từ 3 5 ngày, thì với phác đồ điều trị như Vâng. thế là nó sẽ giải quyết được.